xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 1 trường tiểu học Lương Văn Huyền. Cô rất vui vì tiết học ngày hôm nay cô được gặp lại tất cả các bạn và đồng hành cùng tất cả các bạn trong tiết học này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cô và trò chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tiết học nhé. Ngày hôm nay cô trò của chúng ta sẽ bước sang chủ đề 5 âm thanh ngày Tết và đến với hoạt động đầu tiên đó là âm thanh ngày Tết. Các con hãy quan sát vào màn hình cho cô nào. Trên màn hình đang xuất hiện điều gì nhỉ? Đó là mẹ dắt bé đến đi hội chợ hoa ngày Tết đúng không nào? Và có những chuyến tàu, chuyến xe, những chuyến giao hàng chở những người con thân yêu trở về quê hương để đón Tết. Và có những chuyến xe máy đang chở những thùng hàng rất là to. Ở phía sau là những chuyến mà chở quà Tết để giao tặng cho mọi người, đúng không nào? Vậy bây giờ các con hãy lắng nghe cho cô âm thanh đầu tiên và cho cô biết đây là âm thanh của phương tiện nào nhé. Pip, pip. Đây là âm thanh của phương tiện nào? Các con nghe lại một lần nữa nhé. Pip, pip. Phương tiện gì nhỉ? Và cô sẽ trả lời cho các con câu hỏi này nhé. Xem các con, ý của cô và ý của các con có trùng nhau không nào? Đây là phương tiện, chính đó chính là xe máy. Chú lái xe đang chở những hộp quà để đi giao ngày Tết. Bây giờ cô mời các con lắng nghe âm thanh thứ hai. Rồi, đây là phương tiện gì? Nghe lại lần nữa nhé. Đây là tiếng còi ô tô. Và chúng ta sẽ nghe phương tiện còn lại xem tiếng của nó như thế nào nhé. Và chẳng lạ gì đây là một tiếng còi tàu lửa đúng không nào? Tiếng còi của tàu lửa và chuyến tàu này đang chở mọi người con khắp mọi miền Tổ quốc về nhà đón Tết cùng gia đình. Bây giờ cô sẽ mời tất cả các con chúng ta cùng tham gia một trò chơi nhé. Nghe âm thanh đoán tên sự vật. Các con hãy nghe cho cô âm thanh đầu tiên và đoán cho cô đây là âm thanh gì. Một, hai, ba, âm thanh gì nhỉ? Tiếng tàu lửa. Rồi, mời các con bước sang nghe âm thanh thứ hai. Đây là âm thanh gì? Tiếng gà con, đúng không nào? Và đây là âm thanh gì? Tiếng ô tô, tiếng còi ô tô. Và đây là âm thanh của con vật hay là sự vật? Đây là tiếng của một chú ngựa, đúng không nào? Tiếng gì nhờ? Nghe lại nhé. Đây là tiếng của một chiếc kèn. Đây là tiếng gì nhờ? Tiếng còi xe máy. Đúng không nào? Bây giờ cô mời tất cả các con đến với hoạt động thứ hai ngày hôm nay. Đó là nghe nhạc và chúng ta sẽ nghe nhạc bài giao hưởng số 9. Khi các con nghe âm thanh nhỏ thì các con bước đều cho cô nhé. Khi các con nghe âm thanh nó mạnh hơn, nhanh hơn thì các con vỗ tay cho cô. Và khi các con nghe âm thanh nó dồn dập thì các con dẫm chân cho cô được không nào? Cô mời tất cả các con cùng lắng nghe và thực hiện với cô nào.
Mời các con đứng ra khỏi chỗ ngồi của mình và hoạt động theo nhạc nhé. Bây giờ cô mời tất cả các con cùng cô bước sang hoạt động thứ ba ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ học hoạt động thưởng thức âm nhạc, giới thiệu một số nhạc cụ trống Việt Nam. Và hai cái trống cô muốn giới thiệu đến các con ngày hôm nay, đây chính là cái trống ở trên cùng, chính là gọi là trống cơm. Và thường là múa hoặc là sử dụng trong gõ đệm. Bây giờ cô mời tất cả các con nghe tiếng trống cơm nhé. Và cái thân trống cơm thì thường là dài, hai mặt đáy của trống thường là bằng da. Khi gõ thì thường chúng ta sử dụng bằng tay, bằng khuỷu tay hoặc là bàn tay chúng ta gõ vào. Còn cái trống phía dưới còn gọi là trống cái. Và trống cái này các con đã nhìn thấy ở đâu chưa? Trong trường của mình có đấy các con ạ. Mỗi giờ đầu giờ vào học này, hay mỗi giờ ra chơi này, ra chơi vào học này, hay là mỗi giờ ra về thì bác bảo vệ trường của chúng ta có sử dụng dùi trống và đánh vào mặt trống để vang lên âm thanh tung 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 và báo hiệu cho chúng ta là được ra chơi hay là ra về đấy. Cô mời các con nghe lại tiếng trống trường một lần nữa nhé. Hai nhạc cụ mà hôm nay chúng ta học đều có tên là trống, nhưng khác nhau là trống con và trống cái. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi và luôn luôn là vâng lời ba mẹ, nhớ là thực hiện phòng chống dịch Covid-19 thật là tốt nhé. Đi ra ngoài nhớ mang khẩu trang này, về nhà nhớ là sát khuẩn, xịt khuẩn thật sạch sẽ nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.